Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Nữ Nhi là kẻ thù đời trước của tác giả Mộ Tử. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 73, Xích Mích. Sao bùa câu hồn, loại bùa dùng để giam cầm, trói buộc hồn phách. Máu toàn thân Đường Quân giao dường như đông lại, có một cơn ớn lạnh từ gan bàn chân dần, dần dần dâng lên, sau đó nhanh chóng lan ra khắp cơ thể. Ngôn Vũ có khuôn mặt giống hệt nàng một đời, môn vũ biết hết thảy về nàng môn vũ sẽ mơ thấy những chuyện nàng đã trải qua môn vũ luôn nói chúng ta vốn nên ở cùng nhau môn vũ biết nàng nhưng nàng không biết môn vũ không mặc kệ đời trước hay đời này từ đầu đến cuối không có môn vũ gì cả môn vũ mới là hứa quân giao mới là chủ nhân chân chính của cơ thể này còn nàng chẳng qua chỉ là một ngoại hồn bị trói buộc một kẻ ngoại lai kéo dài mệnh cách của môn vũ chăm dưỡng linh hồn của nàng ta Bùa câu hồn gì chứ, di hồn tục mệnh gì chứ, đúng là hoang đường, thật sự quá là hoang đường. Mặt nàng tái nhợt, lầm bẩm nói. Tái thần tiên thở dài. Chẳng thế còn gì. Loại chuyện làm trái với lẽ trời này, kẻ làm phép nhất định sẽ bị phản phệ. Hiện nay lá bùa này đã bị tổn hại, nói rõ câu hồn không hề thành công nên cô nương cứ an tâm. Và lại, linh hồn không phải là thứ mà ai cũng có thể tùy tiện trói buộc, hẳn là ngày sinh tháng đẻ giống nhau, mệnh cách giống nhau, hai người như vậy, chớ nói là 10 năm, mà mấy trăm năm cũng khó mà cùng lúc gặp được. Ta và cô nương coi như cũng có duyên, hôm nay ta nói chuyện này với cô nương cũng hy vọng ngày sau cô nương mưu trí hơn, nói cho cùng, người sử dụng phương pháp này quả thực quá mức ác độc. Đa tả. Lúc nãy ngươi nói lá bùa này dùng máu người pha trộn với chu sa để vẽ thành, vậy có thể biết máu này là của người nào không? có xem trọng vấn đề này không? Nàng nắm chặt đôi tay, một hồi lâu mới cố gắng khiến mình bình tĩnh trở lại, rồi lại bình tĩnh hỏi. Tất nhiên là xem trọng rồi, máu tươi này nhất định phải là máu của nguyên chủ, cũng chính là máu của cơ thể chính chủ mà linh hồn bị giam giữ muốn nhập vào, đây cũng chính là lấy máu làm dẫn, nó dẫn linh hồn bị giam cầm đi đến nơi nó phải đến. Đường quân giao bình tĩnh hỏi tiếp. Người có cách gì giúp ta tìm được chủ nhân của máu tươi không? cách thì có nhưng cô nương à không cần thiết phải làm thế đâu phương pháp này không thành công vì lá bùa đã bị hỏng người nọ chắc chắn khó thoát khỏi cái chết ta thấy lá bùa này đã cũ rồi đoán chừng người nọ cũng đã hóa thành xương trắng chôn vùi dưới đất rồi tái thần tiên lắc đầu nói hồn phách thì sao nếu chỉ cần tìm thấy hồn phách của nàng thì sao cô nương cứ nói đùa dựa vào quỹ đạo bình thường của đời người người chết đi hồn phách sẽ luân hồi chuyển thế sao có thể tìm được chứ tái thần tiên buồn cười trái tim đường quân giao như bị kim đâm từng cơn đau đớn liên tục ập tới mong ngươi hãy giúp ta việc này nàng nói với giọng khàn khan chỉ cần ngươi giúp ta việc này chỗ này sẽ là của ngươi nếu ngươi cảm thấy không đủ thì ta sẽ cho người đưa tới nữa nàng tháo túi tiền trên người rồi đưa cho hắn mắt tái thần tiên sáng ngời. Được được được, khách hàng là nhất, cô nương muốn gì cũng được. Đường quân giao nhìn hắn cất túi tiền đi, sau đó lại thấy hắn lục tờ giấy màu vàng, chu sa và những vật dụng khác từ trong chiếc hòm cũ nát mà hắn mang theo bên người ra, dường như nghĩ đến cái gì đó, hắn vội hỏi. Ngày sinh tháng đẻ của cô nương. Đường quân giao lưỡng lự dây lát, chậm rãi báo lại ngày sinh tháng đẻ của Bảo Nha. Sau đó, nàng thấy tái thần tiên cắt một góc của bùa câu hồn, cho vào trong bát rồi trộn nó với bạch cập, chu sa, tiếp theo đổ rượu trắng vào và nghiền nát. Sau khi nghiền thành một hỗn hợp sền sệt thì hắn nhấc bút nhúng vào. Nàng cắn chặt cánh môi, khẽ hỏi. Người nói xem, nếu một người sau khi chết nhưng hồn phách không hề đi luân hồi, mà quay về quá khứ và nhập vào cơ thể của mình ở quá khứ, vậy nàng ấy có phải là kẻ đột nhập hay không? sau này cũng sẽ bị cưỡng chế đuổi đi ư khi nghe được câu nói một xác song hồn trong một khoảnh khắc nào đó nàng thậm chí đã hoài nghi rằng có khi nào bản thân mình bị giam cầm để chăm dưỡng cho bảo nha một đứa bé yếu đuối do sinh non hay không nhưng suy nghĩ này vừa nảy ra đã bị nàng phủ định ngay sống ở đường phủ hơn mười mấy năm làm sao nàng có thể không phân được rõ ràng đâu là hư tình đâu là giả ý bất luận là lão già, mẫu thân, hay châu ca tiểu đường đại nhân, thậm chí là tổ mẫu vương thị, họ đều dành cho nàng yêu thương chân thành nhất. Nàng có thể không phải bảo nha chân chính, nhưng không cần biết nàng là thật hay giả, đây chắc chắn không phải âm mưu của đường phù. Tái thần tiên vừa vẽ bùa vừa trả lời. Loại tình huống mà cô nói, trước đây ta cũng chỉ được nghe tổ sư gia nhắc qua thôi. Việc này với kiểu, một xác song hồn, ta nói lúc nãy không giống nhau, cũng không tồn tại tình huống che giả măng mọc. Trên thực tế, cơ thể đó ứng với hồn của nàng đời này, hồn của hai đời cuối cùng sẽ hợp nhất, như kiểu một người bỗng nhiên có thêm ký ức và trải nghiệm của một đời, nghe mà thích. Đường quân giao không hiểu nổi tâm trạng của mình lúc này. Thực ra nàng đã có một suy đoán, nhưng còn cần phải xác định, nếu như, nếu như lúc này nàng cúi đầu xuống nhìn cái hầu bao mấy ngày nay vẫn luôn đem theo bên mình trong hầu bao chính là khóa trường mệnh đã bị hỏng nàng lấy khóa trường mệnh ra và nắm chặt trong tay môn vũ hứa quân giao đường quân giao được rồi đợi ta đốt lá bùa viết ngày sinh tháng đẻ của cô xong thì đại công cáo thành nhưng cô nương này ta vẫn phải nhắc để cô hiểu rõ chủ nhân của máu tươi này đã chết từ lâu cho dù linh hồn đầu thai chuyển thế trưởng thành cũng không còn liên quan gì với thân thể trước kia nữa, bây giờ mà tìm cũng chẳng tìm nổi đâu. Ta biết rồi. Đường Quân giao nhẹ giọng đáp lời. Trong thư phòng phủ dự vương, Môn Vũ ngồi bó gối, dựa lưng vào bức tường treo tranh của mẫu thân nàng và nàng, thỉnh thoảng lại liếc về phía dự vương đang ngồi trước thư án vẽ tranh và hứa đinh nhược tình ý miên man giúp dự vương mài mực dầu dĩ mà nghĩ ở đây chẳng tốt gì cả ta muốn quay về tìm giao giao. Hay là quay về nhìn chút nhỉ? Lén nhìn một cái rồi đi ngay, không để cho nàng biết là được mà. Nàng ta càng nghĩ càng cảm thấy đây là một chủ ý vô cũng tốt. Càng nghĩ càng không sao kìm chế được nỗi kích động trong lòng. Nàng ta đứng phát dậy, lao ra khỏi cửa không chút nghĩ ngợi. Đúng lúc đâm vào họa quyên đang vén rèm đi vào, làm cho họa quyên xuyên qua cơ thể của nàng ta trời ơi đáng ghét thật sự. Nàng oán giận, lườm xéo hỏa quyên đang bắt đầu tranh giành với hứa đinh nhược sau đó mới rời đi. Ra khỏi phủ dự vương, nàng đi thẳng về phía đường phủ, đường phố náo nhiệt người tới người lui, lòng nàng chỉ mải nhớ đến đường quân giao, không hề chú ý xem đường, trong vài phút ngắn ngủi đã có ba cơ thể đi xuyên qua người nàng ta. Nhưng bây giờ nàng bất chấp hết tất cả, chỉ khoanh tay lại đợi cảm giác khó chịu khi bị người khác xuyên qua cơ thể mình qua đi, sau đó bước nhanh về phía đường phù. Không biết đi bao lâu, đột nhiên, tim nàng như thể cảm nhận được điều gì đó mà dừng bước lại và nhìn về phía đông trong sự mơ màng. Sau một hồi lâu, cuối cùng lại thay đổi phương hướng mà đi về phía đông. Đường quân dao lặng lẽ đứng bên cửa sổ, Lam Thuần ở ngoài cửa lo lắng nhìn nàng. Lát sau, cuối cùng cũng không nhìn được mà bước tới nhẹ giọng hỏi. Cô nương, tái thần tiên kia đã đi rồi, chúng ta cũng nên quay về thôi, về muộn mà để phu nhân biết thì nguy. Đường quân giao không trả lời nàng ta, chỉ nhìn thẳng vào một bóng hình bỗng nhiên xuất hiện trong phòng, sau đó, cất giọng khàn khàn. Lam thuần, ra bên ngoài canh đi, lát nữa cho dù nghe thấy cái gì cũng không được phép đi vào, càng không cần để ý tới, đến giờ ta sẽ quay về sẽ không để cha nương lo lắng đâu làm thuần chẳng hiểu gì cả nhưng là nàng đã quen nghe lời cho nên chỉ gật đầu rồi đi ra nhẹ nhàng đóng cửa lại hứa quân giao nhìn chằm chằm vào môn vũ vừa xuất hiện nàng nghĩ tới những lời tái thần tiên nói lúc nãy nhớ đến hai đời của mình nghĩ đến đủ thứ chuyện khi môn vũ xuất hiện vành mắt nàng càng ngày càng đỏ cuối cùng một giọt trâu trong suốt từ trong mắt nàng rơi xuống còn cái gì chưa rõ nữa nàng dùng ngày sinh tháng đẻ của bảo nha thông qua máu tươi trong bùa câu hồn và rồi lại tìm được môn vũ điều này chứng minh cái gì chứng minh rằng máu của môn vũ khi còn sống và máu trong lá bùa này giống nhau lá bùa này giam cầm hồn của bảo nha bồi dưỡng ngôn vũ người có ngày sinh tháng đẻ giống với bảo nha nhưng vì làm phép thất bại nên ngôn vũ của đời này đã chết bây giờ sẽ chỉ tìm được ngôn vũ người cũng đến từ đời trước. Còn bản thân nàng chính là Bảo Nha chân chính, đường quân giao chân chính. Ngôn vũ bỗng nhiên giật nảy mình, cả người nháy mắt khôi phục lại tinh thần trong cơn mơ hồ, khi nàng ta nhìn rõ mọi thứ xuất hiện trước mắt, con mặt đột nhiên sáng lên. Giao Từ cuối cùng còn chưa nói ra, nàng ta sợ hãi lùi lại mấy bước, nhìn người trước mặt mà nàng ta đã rất nhớ nhung, rõ ràng đó vẫn là khuôn mặt quen thuộc, nhưng khuôn mặt kia đã không còn vẻ mặt mà nàng ta quen thuộc mà chỉ còn đầy oán hận đúng vậy oán hận một loại oán hận tỏa ra từ trong xương cốt như thể coi nàng thành kẻ thù không đội trời chung nàng ta vô thức lùi thêm mấy bước lắp bắp gọi Giao, dao dao viền mắt đỏ bừng của đường quân dao lóe lên ánh nước khuôn mặt như thể mang theo cừu hận khắc cố ghi xương nàng đi từng bước tới gần nàng ta ngươi là ai ngươi rốt cuộc là ai là hứa quân giao hay là người nào khác đời trước ngươi hại ta một đời còn chưa đủ đời này lại đi theo ta làm cái gì ngươi nói đi ngươi rốt cuộc là ai nàng ấy biết rồi nàng ấy biết rồi mặt ngôn vũ căng cứng trong đầu không ngừng vọng lại câu nói này nói ngươi rốt cuộc là người nào tại sao phải hại ta vì sao phải hủy hoại một đời của ta nước mắt lần nữa chảy xuống, đường quân dao chợt đưa tay ra túm chặt cổ tay của nàng ta, lớn tiếng ép hỏi. Cuối cùng, ngôn vũ sợ tới mức bật khóc. Ta không hề, ta không hề muốn làm hại ngươi, không hề hại ngươi, ta tên là Hứa Đinh Nhược, ta không hề hại ngươi, không hề. Chuyện đến nước này mà ngươi vẫn còn ở đó mà nói dối. Ngươi căn bản không phải là hứa đinh nhược gì cả, ngươi là hứa quân giao, ngươi mới chính là hứa quân giao chân chính mặt đường quân dao ngày càng đỏ chót vì phẫn nộ khuôn mặt của nàng ta không giống với khuôn mặt của mình đời trước đó vốn dĩ là mặt của nàng ta cũng chính là cơ thể của nàng ta không đâu ta là hứa đinh nhược không hề có hứa quân giao gì cả trước nay chưa từng có hứa quân giao gì cả chỉ có đường quân dao mà thôi giao giao ngươi tin ta ta không hề muốn hại ngươi chúng ta lớn lên cùng nhau ta là người thân thiết nhất với ngươi ta làm sao có thể hại ngươi? ngôn vũ vừa khóc vừa nói ngươi nói dối ta biết cả rồi ngươi và huyền thanh phương nghi là cùng một bọn chính vì cơ thể của ngươi yếu đuối đoản mệnh nên mới bắt một người sống sờ sờ là ta sao các ngươi có thế sao các ngươi dám đường quân giao phẫn nộ túng lấy nàng ta và đánh cái gì mà cùng nhau lớn lên ai cùng ngươi lớn lên chứ các ngươi là cái đám súc sinh các ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà tùy tiện khống chế cuộc đời của ta, dựa vào cái gì mà hủy hoại tất cả của ta? Tiếng sấm nổ ầm ầm vang lên giữa không trung, một lát sau, bên ngoài vang lên tiếng mưa rơi, lộp độc lộp độc, thế mưa càng lúc càng to, dường như có một bức mảnh nước treo lên giữa trời và đất, từ xa nhìn lại là một mảnh trắng xóa mịt mù, nó đã che giấu tiếng tố cáo đầy căm uất của đường quân giao ở trong căn phòng nhỏ ngôn vũ không dám trốn mà chỉ che đầu và mặt lại khóc lóc giải thích không phải ta thật sự không phải ta ta không biết nếu ta biết như thế sẽ hại ngươi thì ta nhất định sẽ không để mặc bản thân mình gần gũi với ngươi sao ngươi lại không biết được chứ ngươi rõ ràng đã biết từ lúc bắt đầu rồi biết ta chỉ là một công cụ một vị thuốc của ngươi có phải đời trước các ngươi thất bại nhưng không cam lòng vì thế mới triệu ngươi của đời trước đến đây không không phải như thế đâu không phải các nàng triệu ta đến đây đâu là bản thân ta muốn đưa ngươi quay về ngôn vũ nói trong nước mắt nhưng đường quân giao đã bị sự căm uất tràn đầy khoang ngực hoàn toàn không nghe lọt tai những lời nàng ta nói nàng chỉ túm lấy nàng ta rồi ra sức đánh nàng không phải hứa quân giao từ đầu đến cuối nàng chính là đường quân giao nàng cũng không phải bé gái mồ côi không cha không nương không biết nguyên quán ở đâu nàng có cha ông ấy tên là Đường Tùng Niên, nàng có mẫu thân, bà ấy tên là Nguyễn Như, nàng còn có một vị huynh trưởng, huynh ấy tên là Đường Hoài Châu. Đời trước, kẻ thù không đợi trời chung chĩa mũi nhọn vào nàng, chèn ép nàng khắp nơi chính là cha ruột của nàng. Cuối cùng nàng không thể tiếp tục chịu đựng được nữa mà khóc lên thất thanh trong sự sụp đổ. Mọi kiên trì, mọi kiêu ngạo, mọi tín ngưỡng đều sụp đổ trong nhiệt ngã. Cuộc đời của nàng đời trước chính là một trò lừa bịp, một chuyện cười. Nàng càng khóc càng lớn tiếng, nước mắt tí tách rơi thẳng xuống, nhanh chóng làm thấm ướt vạt áo của nàng. Cha, nương, ca ca. Nàng khóc đến nỗi suýt không thở nổi, nhưng vẫn cất lên từng tiếng gọi người trí thân. Cả người ngôn vũ chật vật ngã ngoài trên đất, thấy thế rốt cuộc cũng che mặt khóc giống, vừa khóc vừa nói ta thật sự không biết, thật sự không biết. Thế nhưng, đợi khi ta biết thì mọi thứ đã muội rồi. Nàng thật sự không biết, không biết mình đang khỏe lên mỗi ngày, cái giá phải trả là nàng sẽ hồn bay phách tán. Nàng nghĩ rằng mình có thể tiếp tục thu mình ở một nơi kín đáo nhất, cảm nhận ấm áp mà nàng đem đến cho mình, cứ mãi như thế cho đến khi cơ thể này già đi, cho đến khi hồn về với cát bụi. Quân giao, xin lỗi, ta thật sự không biết. Tia chớp cắt ngang qua bầu trời đen kịt như mực, ngay sau đó tiếng sấm lại lần nữa vang lên, bên ngoài mưa rơi ngày càng nặng. Làm Thuần vẫn luôn ngoan ngoãn đứng dưới hiên ngắm màn mưa như chút nước, vỉnh tay lắng nghe động tĩnh trong phòng, nhưng chỉ nghe thấy tiếng sấm cùng với tiếng mưa. Nàng ta trần chờ một lát, cuối cùng vẫn không nhịn được mà đẩy cửa bước vào. Cô nương, mưa càng lúc càng. Cô nương sao thế? Là ai bắt nạt người? Thấy chủ nhân nhà mình ngồi dưới đất khóc lớn, nàng lập tức sợ hết hồn, không quan tâm đến chuyện khác nữa mà vội vã đi vào, cố hết sức dìu đường quân dao dậy. Đường quân dao dựa vào bả vai của nàng ta, vừa khóc vừa gọi. Cha, nương, ca ca, chốc chốc lại kêu. Ta muốn về nhà. Làm thuần sốt ruột. Hầu hạ bên cạnh chủ tử lâu như vậy, nhưng nàng chưa từng thấy nàng ấy khóc bao giờ. Lại còn khóc đến nỗi thương tâm thế này, thì quả thực đây mới là lần đầu tiên. Nhất thời tay chân nàng ta trở nên luống cuống, chỉ có thể vụng bề vỗ lên lưng nàng để an ủi. Được được được, về nhà, về nhà, đợi mưa ngưng thì chúng ta về nhà luôn. Khi Đường Tùng Niên về phủ, Bầu trời khoác trên mình một dải cầu vồng tô điểm cho đất trời thêm màu thêm vẻ sau khi trải qua một trận gột rửa lớn. Ông phủi những giọt nước mưa không biết đã dính trên bả vai từ lúc nào, nhấc bước đi về phía thư phòng. Từ xa nhìn về phía cửa thư phòng, ông trông thấy nữ nhi bảo bối của mình đang ôm má ngồi trên chiếc ghế nhỏ, không biết đang nghĩ cái gì. Khóe miệng ông bất giác cong lên. Cảnh tượng này thật sự có chút hoài niệm khi tiểu nha đầu còn rất nhỏ có mấy lần con bé đến thư phòng tìm ông nhưng ông không ở con bé cũng không dám tự tiện đi vào thế nên đành lấy chiếc ghế nhỏ ngồi canh trước cửa có lúc coi bé vừa nhét điểm tâm đầy miệng vừa yên lặng chờ đợi có đôi khi con bé sẽ nói chuyện với ca ca bằng giọng điệu mọt ngào non nớt thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng cười êm dịu vui vẻ thỉnh thoảng con bé sẽ giống như ngày hôm nay không làm gì cả mà chỉ ngoãn ngoãn ngồi ngây ra thế này như thể chỉ trong nháy mắt nha đầu bé nhỏ đã lớn khôn con bé trổ mã duyên dáng yêu kiều còn đặc biệt chọn những bộ phận đẹp nhất trên người ông và phu nhân càng lớn càng xinh đẹp càng lớn càng càng tươi tắn sau này nhất định sẽ có rất nhiều thằng nhóc thôi tha ngấp nghé con bé ông cố tình làm cho tiếng bước chân to hơn thu hút sự chú ý của tiểu cô nương khi thấy tiểu cô nương bỗng nhiên đứng lên nhào về phía mình, đường tùng niên lập tức có cảm giác được yêu thương vồ vập mà vừa mừng vừa lo. Hôm nay tiểu nha đầu làm sao vậy? Giống như bỗng nhiên sống lại vậy, còn thích làm nũng hơn cả lúc bé. Ông buồn cười nhìn nữ nhi đang cúi đầu bám cổ tay áo mình, nhịn không nổi mà vò đỉnh đầu của tiểu cô nương, làm cho mái tóc được nàng buộc gọn gàng rối tung cả lên vốn tưởng rằng lúc này tiểu cô nương thể nào cũng không vui nào ngờ con bé chỉ thù thì một câu ai thích làm đúng chứ nếu thật sự có thể sống lại lần nữa thì tốt rồi như thế thì nàng có thể chân chính hoàn toàn làm nữ nhi ngoan ngoãn nghe lời nhất của ông nàng sẽ gọi cha thật sớm sẽ không cố tình đối nghịch với ông đường tùng niên cười khẽ nhân cơ hội vò đinh đầu con bé một lần nữa và cảm nhận cảm giác mềm mại qua những sợi tóc vương đầy tay ông. Có phải ca ca lại bắt nạt con không? Nói cho cha, cha giúp con giáo huấn hắn. Đường quân dao sụt xịt mũi, cố nén lại những giọt nước mắt vào trong, sau đó mới ngước mắt lên nhìn ông, êm ái nói. Chuyện này không liên quan đến ca ca đâu à, con, con nghe nói vi chuyện hôn sự mà nhị tỷ lúc nào cũng ở trong phòng mắng con, mắng rất khó nghe. Sắc mặt đường tùng niên trầm xuống. Kệ con bé đi, con bé như thế gọi là hại người không thành cuối cùng lại hại mình, tự chuốc lấy. Bảo Nha không cần lo nghĩ, con bé có ẩm ý thế nào cũng không dám ẩm ý đến trước mặt con. Vừa nghe thấy lời hắn nói, đường quân giao biết ngay hắn đã biết chuyện xảy ra ở dịch phù ngày đó, nếu không sẽ không nói câu, hại người không thành cuối cùng lại hại mình, như vậy. Ngay sau đó, đường tùng niên búng vào chán nàng một cái, khẽ cười và nói. Con không phải kiểu người tâm trạng sẽ bị ảnh hưởng bởi một hai câu mắng sau lưng của người khác, nói đi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, làm cho nữ nhi bảo bối của ta lạ thường như thế. Đường quân giao đã dần dần bình phục trở lại, nghe vậy mím môi cười, giả vờ giả vịt, nói. Ôi chao!" để cha phát hiện ra rồi. Đường Tùng Niên cười ha ha, chắp tay sau lưng đi vào phòng, nàng vội vã theo sau, niềm nở kéo ghế thái sư trước thư án ra cho ông, lại tự mình rót trà nóng cho ông, bấy giờ mới chậm rãi thu nụ cười lại. Lúc nãy khi con nghỉ trưa đã nằm mơ, con mơ thấy con biến thành một người khác, trong mơ con không biết thân phận thật sự của mình, nên đã lúc nào cũng chống đối cha. Cha và ca ca không nhận ra con, nên cũng không hề nương tay với con. Đường Tùng Niên cười bất lực, thấy tiểu cô nương càng nói càng u rũ, càng nói càng tủi thân, ông tức giận nói. Mơ thấy một giấc mơ kỳ cục khó hiểu mà đã dọa con thành ra thế này, nhà đầu con rõ là ngốc. Trên đời này làm gì có phụ mẫu nào không nhận ra nữ nhi của mình? Cho dù con có biến đủ 36 kiểu thì ta cũng nhận ra con. Người không hề nhận ra đường quân giao trợn mắt đầy tủi thân không thể nào giấc mơ này của con bị ngược rồi không tính liên quan đến sự anh minh cơ chí của người làm cha nên đương nhiên đường đại nhân không chịu nhận tội danh này vì dỗ nữ nhi vui cũng không được nhất định không nhận ra không thể nào tuyệt đối không có khả năng này đường đạo nhân nói chắc như đinh đóng cột không hề có ý nhường nhịn Tính khí nhỏ nhen của đường quân giao lập tức bị ông khơi dậy, ý nghĩ muốn trở thành nữ nhi ngoan ngoãn nghe lời nhất của ông giống như chim đậu trên cành, phành phạch, vỗ cánh bay đi. Nàng chống ngạnh con mắt đen lấy chừng ông. Người không nhận ra. Đường tùng niên liếc mắt nhìn nàng, giả vờ không nghe thấy gì cả, cúi đầu thu dọn thư án. Đường quân giao chừng mắt nhìn ông một lát, thấy ông ngó lơ mình, bỗng nhiên nàng cảm thấy cụt hứng, nhụt chí ngồi bịch xuống ghế nhưng sau một trận cãi vã này nỗi uất nghẹn và căm hận trong lòng nàng đã tan biến đi rất nhiều nàng lẳng lặng nhìn đường tùng niên đang nghiêm túc thu dọn hồ sơ bất giác nghĩ đến đời trước đời trước vì đường tùng niên luôn ủng hộ bành dục yên làm hoàng hậu lại còn nhiều lần chèn ép nàng vì thế nàng bèn liên thủ với đám quần thần do khâu trọng đứng đầu không nhất trí với chủ trương của ông ngấm ngầm gây ra rắc rối cho ông, tuy rằng không đến mức làm ông tổn thương đến gân cốt, nhưng cũng khiến cho ông sứt đầu mẻ chán vài lần. Bây giờ nghĩ lại, mọi chuyện của đời trước tưởng chừng như một giấc mơ, còn ở đời này nó sẽ được viết lại hoàn toàn cùng với sự trở lại của nàng. Đương nhiên, những người đã từng tính kế nàng, nàng sẽ không buông tha cho một ai. Đêm hôm đó, đợi Lam Thuần lui ra ngoài sau khi dém chăn, thổi tắt đèn dầu và đổi dạ minh châu giúp nàng. Nàng nhìn về phía sau rèm, bình tĩnh nói. Ra đây đi, không cần trốn nữa. Một lát sau, bóng dáng của môn vũ chậm rãi bước ra từ sau bức màn, đi thẳng đến trước mặt nàng, nhìn nàng đầy sợ hãi. Giao giao, sau này cứ gọi ta là đường cô nương đi. Đường quân giao nhàn nhạt nói. Mắt môn vũ thoát cái mù mịt hơi nước, nhưng vẫn không bật khóc, nàng lại hỏi. Ngươi nói với ta tên của ngươi là Hứa Đinh Nhược, thế chuyện gì đã xảy ra với Hứa Đinh Nhược từng ở Đông Cung của Thái Tử, nay ở bên cạnh Dự Vương? Rốt cuộc ngươi có quan hệ gì với đám người Phương Nghi và Huyền Thanh? Bọn họ muốn làm gì khi không tiếc giá nào kéo dài mạng sống và mệnh cách của ngươi ở đời trước? Còn nữa, việc ta có thể thức tỉnh một cách kỳ lạ ở đời này có liên quan gì đến cách hồn ngươi ở đời trước xuất hiện ở đây không? Một loạt câu hỏi, không vẫn nổ, giọng điệu bình thản như thể nàng ta chỉ là một người xa lạ môn vũ cảm thấy trái tim mình vô cùng khó chịu tách một cái nước mắt trong mắt nàng cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống nhưng vẫn cắn chặt cánh môi không để cho mình khóc ra tiếng sau một hồi lâu nàng ta mới nghẹn ngào nói ta thực sự tên là hứa đinh nhược người trong phủ dự vương là tỷ tỷ hứa đinh huyền của ta ta không biết vì sao tỷ ấy lại chiếm tên của ta ta cũng không quen đám người phương nghi hay huyền thanh gì cả, khi còn rất nhỏ. Nàng ta ngừng một chút, dường như nhớ đến chuyện gì đó khủng khiếp. Cơ thể nàng ta run lầy bẩy, hai tay nắm chặt khăn tay, mặt trắng bệch, giọng run lập cập. Ta chỉ mơ hồ nhớ rằng, khi còn rất nhỏ, có rất nhiều người nói bên tai ta rằng ta sắp chết rồi, sau đó có người ôm ta chôn trong bùn đất. Ta rất khó chịu, muốn thoát ra khỏi cơ thể này, nhưng ta giống như bị thứ gì đó trói lại vậy làm thế nào cũng không thể thoát ra được dường như nàng ta lại quay về cái ngày khủng khiếp khi bị người ta bóp chặt cổ họng đau đớn đến nỗi muốn sống không được muốn chết chẳng xong thế nhưng lại không có cách nào thoát ra được đường quân giao nghẹn thở nhớ đến những lời tái thần tiên từng nói nàng hiểu có lẽ vào lúc nàng ta cận kề cái chết khi linh hồn sắp sửa rời khỏi thân thể thì lại bị người ta trực tiếp vây hãm lại không thể nào thoát khỏi. chương 74, âm mưu. Trong lòng nàng ngũ vị tạp trần, nhớ tới chuyện ngôn vũ đã từng mất tích mấy ngày sau khi khóa trường mệnh bị ra bình huyện chủ ném vào trong ao và lặn sâu dưới bùn. Về sau, lúc quay về, cơ thể nàng ta tương đối suy yếu, trên người cũng dính đầy bùn. Nàng từng nghi rằng, có lẽ nàng ta bị chôn sống mà chết, bây giờ xem ra, suy đoán này phòng trừng không hoàn toàn chính xác, nhưng vẫn nắm đúng được điểm mấu chốt bên trong nàng nghe ngôn vũ tiếp tục nói ta không biết bọn họ muốn làm cái gì ta chỉ biết ta đã rất sợ hãi trên người giống như có rất nhiều sợi dây thừng đang trói ta không cho ta rời đi ta không hít thở nổi cũng đi không nổi thế nhưng chẳng có một ai quan tâm đến ta mãi cho đến khi ngươi tới ngôn vũ nhìn nàng bằng đôi mắt rưng rưng sau khi ngươi đến những thứ giống sợi dây thừng đó cũng biến mất ta không biết ngươi là ai từ đâu đến Tại sao ở trong cùng một thân thể với ta? Nhưng ta không sợ chút nào, bên cạnh ngươi rất ấm áp, giống như chỉ cần có ngươi ở đây, ai cũng không thể làm tổn thương ta. Người bỗng nhiên xuất hiện kia rõ ràng cũng bé tí hon như nàng ta, nhưng lại giống như không sợ hãi cái gì cả, khắp người căng tràn sức mạnh, một loại sức mạnh có thể bảo vệ nàng ta khỏi những thương tổn, nó rất ấm áp, cũng rất lóa mắt. Nàng ta trốn ở nơi sâu nhất của cơ thể kia, An tâm say giấc quanh hơi thở ấm áp mà nàng đã tỏa ra, cảm giác ấy giống như ở trong bụng mẫu thân vậy, không cần nghĩ cái gì, cũng không cần sầu lo điều gì. Khi ngẫu nhiên tỉnh lại, nàng ta cũng chỉ ẩn mình ở sâu trong đôi mắt long lanh, rồi nhìn nàng với ánh mắt sùng bái, nhìn nàng lớn lên từng ngày, dần dần khiến bản thân mình trở nên mạnh mẽ. Nàng ta nghĩ, nếu các nàng có thể như thế này cả đời thì tốt biết mấy, đợi cơ thể này già đi cái bụi lại về với cát bụi, các nàng sẽ cùng nhau đi vào luân hồi, là một đôi tỷ muội thật sự. Đến lúc đó, nàng ta cũng sẽ học cách trở nên mạnh mẽ, học cách bảo vệ lại nàng. Ta không biết ngươi là ai, nhưng ta nghe bọn họ nói rằng, hứa đinh. Nhược và đường quân giao vốn cùng một cơ thể, vậy thì cứ gọi là hứa quân giao đi. Vì thế, trên đời này chưa từng có hứa quân giao gì cả, chỉ có hứa đinh nhược và đường quân giao tìm đường quân giao thắt lại trả trách trả trách hai đời nàng đều tên là quân giao vốn tưởng rằng đây là sự trùng hợp hiện nay xem ra nào có trùng hợp gì ở đây từ đầu tới cuối chỉ có âm mưu và ác ý mà thôi nguồn vũ nước mắt lưng chồng nhìn nàng thấy sắc mặt của nàng càng lúc càng xấu đi lòng nàng ta càng ngày càng cảm thấy bứt dữ không biết đã qua bao lâu cuối cùng nàng ta mới nghe thấy đường quân giao khẽ hỏi Vậy đời trước hứa thục phi bỗng nhiên nôn ra máu mà chết cũng là do ta bị ngươi cưỡng chế đuổi ra khỏi cơ thể kia sao? Không, không phải, ta không làm vậy, ta không hề làm như thế. Phải, là ngươi càng ngày càng yếu, lại từng bị cổ thuật ngộ thương, lúc đó đã không còn cách nào để ở bên trong được nữa. Giọng nói của môn vũ càng lúc càng nhỏ, nhớ đến cảnh tượng hôm giao giao đột nhiên nôn ra máu rồi ngã xuống đất, hồn phách cũng bắn ra khỏi cơ thể nàng ta bất giác nắm chặt khăn tay, bị cổ thuật ngộ thương, đường quân giao giật mình, ngay sau đó nhớ tới những chuyện mà hỏa quyên đã làm với mình sau khi nàng ta bị thất sung. hỏa quyên không cam lòng để sự sùng ái rơi vào trong tay người khác, nên đã dùng những biện pháp hoàn toàn mới để ra chiêu bất ngờ. nàng ta lén lút liên lạc với bà đồng ngoài cung, sau đó hạ cổ thuật cho nàng ở đông cung. thời gian đó quả thực nàng bệnh tật quấn thân chỉ vì trước nay nàng không tin những thứ này cho nên cũng không liên hệ bệnh tình của mình với những chuyện hỏa quyên đã làm về sau hỏa quyên bị ban chết nhưng bệnh tình của nàng cũng ngày một trầm trọng dần dần không dậy nổi sau đó nữa triệu nguyên hữu đã đăng cơ làm tân đế và giữ nàng lại phủ dự vương để dưỡng bệnh lần dưỡng bệnh này ấy thế mà kéo dài tròn một năm hóa ra chân tướng về căn bệnh của nàng là như thế này sao Nàng không sao nói lên được cảm giác lúc này. Cho nên, sau đó ngươi đã giành lại quyền kiểm soát cơ thể của mình một lần nữa. Trở thành hứa thuộc phi chân chính sao? Nàng lại hỏi. "Không, ta vốn phải chết từ lâu, là ngươi đã kéo dài sự tồn tại của ta, nếu ngươi đã không còn, ta còn ở lại trong đó làm gì?" Hứa thuộc phi đương nhiên cũng không cần thiết phải sống nữa. Môn Vũ nhỏ giọng trả lời. Mặc dù hứa quân giao đã ít nhiều đoán được kết quả này, dù sao sự xuất hiện của môn vũ ở đời này đã đủ để chứng minh rằng hứa tục phi của đời trước là một xác song hồn, khi nàng nôn ra máu và ngã xuống đã thực sự chết đi. Thế nhưng hiện giờ nhận được câu trả lời xác đáng này trong lòng nàng vẫn có chút khó chịu. Nàng thở dài, bình tĩnh hỏi. Người chắc mình họ hứa chứ không phải họ tuân không? Hay là, Ngươi có nhớ rõ mẫu thân ngươi có phải họ tuân hay không? Không phải, ta họ hứa, vẫn luôn mang họ hứa, mẫu thân ta họ khúc, chứ không phải họ tuân. Ngôn vũ loa qua loa nước mắt, trả lời. Đường quân giao nhíu mày. Ngôn vũ vốn họ hứa điều này không có gì đáng nghi cả. Suy cho cùng cái tên, hứa quân giao, này có thể chứng minh nàng ta thật sự họ hứa. Hoàng thất tiền triều họ tuân, như thế có thể loại trừ khả năng môn vũ là hoàng thất tiền triều. Về phần mẫu thân của nàng ta có phải hoàng thất tiền triều hay không, điều này còn phải chờ bạc bạc thêm đã. Nàng bình tĩnh lại, hỏi tiếp. Ngươi nói vì hứa đinh nhược ở phủ dự vương là tỷ tỷ của ngươi, nhưng ta nhớ nàng ta và ngươi, và cả ta nữa đều sinh cùng năm, chẳng lẽ nàng ta chính là tỷ muội song sinh của ngươi? Không, không phải vậy, một mình ta ở trong bụng nương mà, không hề có ai khác. Ngôn Vũ phủ nhận, mặc dù nàng không còn nhớ nhiều về chuyện của khi đó, thế nhưng nàng lại rất chắc chắn rằng, nàng ở trong bụng nương một mình, không hề có huynh đệ tỷ muội nào cùng nàng ở trong cả. Đường Quân giao âm thầm suy tính, không phải tỷ muội song sinh mà lại bằng tuổi nàng ta, cũng họ Hứa, vậy hẳn là đường muội. Thân phận của Phương Nghi đã rõ, đối với đám dư nghiệt tiền triều mà nói, điều quan trọng nhất bây giờ là phải đoạt lại Giang Sơn từ trong tay của nhất tộc Triệu Thi. Bọn họ coi trọng mệnh cách của ngôn vũ như vậy, đối với bọn họ mà nói, mệnh cách thế nào mới là thứ bọn họ cần, trợ giúp lớn nhất là giúp bọn họ đoạt lại Giang Sơn. Phượng mệnh chỉ có điều mệnh cách vốn là thứ hư vô, cũng không thể tin tưởng hoàn toàn, dù có bệnh tật cấp bách cần chạy chữa thì bọn họ cũng không thể gửi tất cả hy lên cái gọi là mệnh cách này được nhiều nhất chỉ là một con đường khác mà bọn họ giữ sẵn cho mình thôi đúng rồi nàng còn nhớ năm đó khi bệ hạ vẫn còn là thụy vương đã tranh chấp với thái tử và huynh trường của ông trong đó còn có dư nhiệt tiền chiều trà trộn vào đông cung có lẽ khi đó đám người phương nghi đã nhắm tới vị nào trong số đó nhưng tiếc là cuối cùng bọn họ lại tính sai sau cùng người kế vị không phải là người mà bọn họ âm thầm ủng hộ mà lại là thụy vương cũng chính là thiên hy đế bây giờ. Một lần tính sai kia, bọn họ hẳn là hao tổn rất nhiều nhân thủ, lại còn bị Thụy Vương xử lý ngay lúc đó, ép bọn họ không thể không tạm thời rời khỏi kinh thành và ở ẩn, nên đương nhiên phải lợi dụng thật tốt mệnh cách kia. Hồi nhỏ nàng gặp phải chủ tớ Phương Nghi ở huyện An Bình, lúc đó bọn họ chắc chắn buộc phải rời khỏi kinh thành để tránh nạn. Tiếp sau đó là đổ y, Phương Nghi lần lượt vào cung, lần vào cung này chắc là các nàng đã chia thành hai nhóm đồ y ra sức ở hậu cung còn phương nghi ra sức ở đông cung tiếc là ông trời không toại lòng người đồ y quyến rũ bệ hạ thất bại đẩy đưa thế nào lại bị điều đến đông cung chỉ tiếc là âm mưu nhiều năm của bọn họ đã lần nữa thất bại bởi việc thái tử triệu nguyên đức bị phế và còn bị hạ thiệu đình luân phiên truy kích bây giờ bọn họ chẳng khác gì chuột chạy ngoài đường thuộc hạ đã tử thương vô số, chỉ có thể gửi tạm hy vọng lên người hứa đinh nhược và nhắm vào mệnh cách của hứa đinh nhược. Hứa đinh nhược hẳn là tương đương với mình ở đời trước, là quân cờ mới dùng để thay thế cho môn vũ ở kiếp này sau khi nàng ta chết. Chẳng qua con cờ này và con cờ khác không giống nhau, đám người phương nghi muốn lợi dụng nàng ta thì nhất định phải lấy được tín nhiệm một lòng của nàng ta. Như vậy mới có được cơ hội thao túng nàng ta cho đến lúc nàng ta có thể bị điều khiển. Đã là con cờ, vậy thì không thể để nàng ta có được máu ngủ ruột thịt của mình, chỉ có như thế thì sau khi nàng ta thành công bước lên ngôi vị hoàng hậu, bọn họ mới có cơ hội đổi trắng thay đen. Nàng nghĩ tới Hứa Đinh Nhược bây giờ đang ở trong phủ Dự Vương, nghĩ tới mình của đời trước, chỉ cảm thấy trái tim quặn thắt từng cơn. Đúng rồi, đời trước hứa tục phi được sủng ái nhiều năm nhưng vẫn mãi không thể hoài thai, chắc chắn cũng vì nguyên nhân này. Nàng hít thở sâu vài cái, cố gắng phớt lờ những giọt nước mắt trên mặt môn vũ, bình tĩnh hỏi. Thời gian trước ngươi ở phủ dự vương cùng với vị tỷ tỷ kia của ngươi hả? Môn vũ buồn bã nói. Ta đúng là ở phủ dự vương, nhưng mà không phải vì ở cùng với tỷ tỷ đinh nguyện trong thư phòng của dự vương có bức họa của mẫu thân ta và ta, rất lâu rồi ta không được nhìn thấy mẫu thân vì thế mới ở mãi trong đó. Đường quân giao chấn động. Ngươi nói cái gì? Trong thư phòng dự vương có bức họa mẫu thân ngươi và ngươi. Hắn nhìn thấy ngươi ư? Ngôn vũ nức nở gật đầu rồi lại lắc đầu. Hắn không nhìn thấy ta. Trong lòng đường quân giao như thể đang dâng lên từng đợt sóng ta do lớn, ngay sau đó nhanh chóng kéo lê giày trên đất châm đèn một lần nữa, nàng đến trước thư án, mở giấy ra rồi mài mức, xong xuôi mới nhấc bút nhúng mực, vừa hỏi ngôn vũ về những điểm tương đồng giữa dung mạo mẫu thân nàng ta và nàng ta, vừa chậm rãi hạ bút. Làm thuần gác đêm ở gian ngoài phát hiện ra đèn trong phòng sáng lên, nàng ta khoác áo rồi đẩy cửa tiến vào với vẻ nghi ngờ, thấy cô nương nhà mình khêu đèn vẽ tranh thì có chốt không tán đồng, nói. Cô nương, đẹp khuya nên đi ngủ rồi muốn vẽ thì sáng mai lại vẽ tiếp. Đường quân giao đáp lại một tiếp cho có lệ, bút trong tay không mảy may dừng lại. Làm thuần bất lực tiến lên, vươn cổ ngó lên thư án, thấy nàng đang vẽ một nữ tử mỹ mạo xa lạ, bèn cảm thấy khó hiểu. Cuối cùng đường quân giao đã hạ xuống một nét cuối cùng, lại hỏi ngôn vũ người trong tranh vẽ có giống mẫu thân nàng ta không? Ngôn vũ nhìn kỹ một lát, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Giống, giống vô cùng, ta nhớ nương ta có vẻ ngoài như thế này, tính tình cũng ấm áp dễ gần như mẫu thân của giao giao vậy. Bức tranh trong thư phòng của dự vương suy cho cùng đã lâu lắm rồi, nét vẽ cũng đã phai nhạt đi rất nhiều nên nó không được rõ nét bằng bức tranh mới đường quân giao. Hơn nữa, bởi vì nàng biết mình đang vẽ mẫu thân của ngôn vũ nên khi nàng hạ bút sẽ liên tưởng tới Nguyễn Thị thế nên phong thái của nhân vật được vẽ ra cũng mang theo cảm giác dịu dàng từ ái của bà ấy thấy nàng dừng bút lam thuần cuống quýt nói nếu cô nương đã vẽ xong thế thì mau đi ngủ thôi bây giờ sắp canh ba rồi đấy đường quân giao cũng không cố chấp nữa dặn dò nàng ta đừng để người nào động lung tung vào bức tranh sau đó mới quay về giường đợi khi lam thuần thổi tắt nến và rời đi một lần nữa nàng mới hỏi ngôn vũ vẫn đang ở trong phòng. Mấy ngày nay ngươi ở phủ dự vương có biết tỷ tỷ đinh huyền của ngươi có qua lại thân thiết với người nào không? Có, có qua lại với thiệt liễu. Chính là thiệt liễu ngày trước ở bên cạnh ngươi đấy, dường như đinh huyền tỷ rất tín nhiên nàng ta. Ngôn vũ nhẹ trả lời. Đường quân giao không hề cảm thấy bất ngờ. Nói đúng ra, sau khi biết bản thân mình đời trước chẳng qua chỉ là một con cờ, nàng đã hiểu rõ thực ra người mà nàng đã từng tín nhiệm chưa hẳn đã đáng tin. Nàng còn nhớ, chiết liễu đã lấy được tín nhiệm của nàng khi nàng bị giữ lại ở phủ dự vương để dưỡng bệnh. Khi đó ai ai trong phủ cũng biết, quân giao cô nương đã từng rất được sủng ái, nay đã bị tân đế vứt bỏ, lại còn bị bệnh nặng mạng chẳng được bao lâu, người nào cũng có thể trà đạp. Những người trước kia từng đỏ mắt ghen tị với nàng, nay thấy nàng không thể đi theo tân đế vào cung thì biết rằng thời cơ đã đến bọn họ sẽ tận lực dày vò nàng và quãng thời gian kia cũng là gian đoạn gian khổ nhất của nàng đời trước còn chiết liễu lúc đó nàng ta cũng chỉ là một nha đầu làm việc nặng trong phủ dự vương nhưng nàng ta là người duy nhất bằng lòng đến chăm sóc người đang bị bệnh là nàng sau đó dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của nàng ta bệnh tình của nàng cũng ngày một chuyển biến tốt khi nàng trở lại hậu cung, từ lúc đó cho đến khi chết, chết liễu là người đắc lực nhất bên cạnh nàng, cũng là người mà nàng tín nhiệm nhất. Nàng tự diễu nhếch khóe môi. Uổng công nàng nghĩ rằng mình thông minh, thật ra từ đầu tới cuối nàng đều bị người ta đùa bỡn trong những tiếng vỗ tay. Nàng tranh giành cả một đời, và cũng sống cả một đời trong lừa dối và mưu kế, ngay cả khi chết, nàng cũng chết đầy tức tươi. Nhưng mà không sao cả, hôm nay nàng đã hiểu mình cần sống thế nào, những món nợ cần tính nàng sẽ tính rõ ràng. Ngôn vũ không nói gì thêm, nàng ta chỉ ngơ ngác nhìn nàng, vẻ mặt càng ngày càng khổ sở. Nàng biết giao giao sẽ không tha thứ cho mình, có lẽ sau này cũng sẽ không muốn gặp mình nữa, còn nàng cũng không còn mặt mũi nào để cuốn lấy nàng ấy nữa. Giao giao, xin lỗi, ta thật sự chưa bao giờ muốn hại ngươi ta đi đây, sau này ngươi phải giữ gìn sức khỏe. Nàng ta khẽ nói, sau cùng nàng ta khắc sâu bóng hình đường quân dao đang rơi vào trầm tư vào mắt rồi lưu luyến rời đi. Đường quân dao thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, đang định lên tiếng hỏi ngôn vũ rằng nàng ta có phải nguyên nhân để mình có thể quay về lúc nhỏ hay không. Nhưng khi nàng vừa quay đầu lại, thì phát hiện ra ngôn vũ không biết đã rời từ lúc nào. Nàng thất thần nhìn về phía lúc nãy ngôn vũ đứng, trong đầu bất giác nhớ lại từng chuyện khi nàng và ngôn vũ chung sống ở đời này ánh mắt dần trở nên mơ hồ nàng biết không thể trách nàng ta năm đó nàng ta còn rất nhỏ không hiểu cái gì không biết cái gì ngay cả nỗi đau đớn mà nàng ta đã trải qua cũng không hề thua kém mình ấy vậy mà giây phút nàng biết được chân tướng nàng còn không kiềm chế được mà giận cá chém thớt a à, vũ nàng thì thào cái tên này cổ họng nghẹn lại nhưng lần này lại không có ai trả lời nàng, có lẽ sau này cũng sẽ không có nữa. Sau này sẽ không còn ai lải nhải làm nhảm không mớt bên tai nàng, cũng sẽ không có chuyên gia nịnh nọt, và cũng không còn ai dùng những lời đẹp đẽ nhất để nàng mọi lúc mọi nơi nữa. Một lúc lâu sau, nàng lao qua loa đôi mắt ngấn lệ, chờ mình ôm lấy chăn gấm, thầm ngủ trong lòng. Đừng nghĩ nữa, ngủ sớm thôi ngày mai phải tìm cách gặp đình ca để nhờ huynh ấy giúp mình tìm người trong bức họa còn phải nghĩ cách thông qua chiết liễu kéo bọn phương nghi ra còn phải ngôn vũ buồn bã rời khỏi đường phủ nhìn đường cái im ắng trên đường không một bóng người trừ tiếng gió đêm xảo xạc lướt qua cùng với tiếng chó sửa từ xa vọng lại thì không còn gì nữa nàng ta cúi thấp đầu con mắt lại lần nữa mời mịt hơi nước chẳng mất bao lâu nước mắt đã tách tách rơi thẳng xuống Nàng ta vừa lau nước mắt, vừa đi về phía phủ dự vương. Trong đó có bức họa của mẫu thân, giao giao không cần nàng rồi, nhưng mẫu thân chắc chắn sẽ cần nàng. Trong rừng cây nào đó ở Kinh Giao, Phương Nghi dựa cả người chật vận vào bức tường trong sơn động, đồ y tháo túi nước trên người đưa cho nàng ta. Chủ tử, uống ngụm nước đi. Bây giờ chúng ta đã đến Kinh Thành rồi, đám người Hà Thiệu Đình sẽ không bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ quay lại Kinh Thành. Phương Nghi uống liên tiếp mấy hớp nước, bấy giờ mới cảm thấy cổ họng bớt, nghe vậy cười lạnh nói. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Chẳng qua là, cẩn thận thì giữ thuyền đến vạn năm, sao, chúng ta cũng không thể lơ là cảnh giác được. Sao, cẩn thận thì giữ thuyền dùng được vạn năm, xuất phát từ câu nói. Cẩn thận năng bổ thiên thu thiền, tiểu tâm sự đắc vạn niên thuyền. Jin, Sen neng bu chiên kiêu chan, xiao xin si <laughs> đầu oan niên choan, cần trọng sẽ bắt được ve nghìn tuổi, biết chú ý thì sẽ giữ được thuyền đến vạn năm của trang tử. Đồ y khẽ đáp lại. Phương nghi nhớ đến công văn truy nã sàng bậy của quan phủ và sự truy lùng giao giết của hạ thiệu đình thì hận đến mức cắn vỡ cả mồm đầy răng. Nàng ta hít thở thật sâu vào cái, lúc này mới hỏi. Chuyện xảy ra ở phủ trấn viễn tướng quân có thật không? chính xác vô cùng. Trước khi trời tối người ẩn nấp trong kinh thành đã truyền lời về, mặc dù bây giờ Đỗ Thành Trung còn chưa tuyên bố ra bên ngoài, nhưng người của phủ trấn viễn tướng quân ai ai cũng biết Hà Thiệu Đình là nhi tử ruột thịt của tướng quân bọn hắn. Hiện nay trong phủ đã đổi cách xưng hô, đại công tử, của phùng duy lượng thành, lượng công tử. Đồ y thấp giọng nói. Rất tốt, đường đường là đại công tử phủ tướng quân, giờ phút này lại trở thành người ngoài chân chính ta nghĩ trong lòng vị lượng công tử kia hẳn là vô cùng căm hận Hạ Thiệu Đình. Người nghĩ cách bố trí người tiếp cận hắn ta, rồi quạt lửa vào trong, để hắn ta càng thêm oán hận, khi đó chúng ta sẽ mượn tay hắn ta loại bỏ Hạ Thiệu Đình, coi như là chút hết nỗi oán giận trong lòng ta. Mặt phương nghi giữ tợn, móc từ trong ngực ra một bình thuốc. Thứ này xem như ta giúp hắn giải trừ hiểm hòa từ bên trong. Đồ y ngầm hiểm, nhận lất lọ thuốc rồi rời đi làm việc cuộc sống của phùng duy lượng những ngày gần đây quả thực tương đối khó khăn mỗi lần nghe thấy hạ nhân trong phủ gọi hắn là lượng công tử thì hắn cảm thấy như thể có người đang tát vào mặt mình khiến hắn vừa phát cáu vừa oán hận và vừa không sao chịu nổi thế nhưng hắn ta lại không thể biểu hiện ra bên ngoài để tránh truyền vào tai đỗ thành trung và khiến ông ta biết được sự phẫn hận trong lòng mình các công tử đã từng qua lại thân thiết với hắn có tin tức linh thông sau khi biết mối quan hệ của Đỗ Thành Trung và Hà Thiệu Đình thì đồng thời cũng biết bây giờ hắn ta đã không còn là đại công tử của phủ trấn viễn tướng quân nữa, thay vào đó lại trở thành lượng công tử chủ không gia chủ khách không gia khách của phủ trấn viễn tướng quân, từ đó mỗi lần gặp nhau bọn họ đều lấy chuyện này ra để đùa giỡn pha cho. Vốn nên là như thế, vốn chỉ là con chồng trước, cũng chỉ có Đỗ Thành Trung không sợ đầu màu xanh, lại còn vui vẻ cưng chiều hắn hết mực. Chả thế còn gì, tu hú chiếm tổ chiếm vị trí của người ta lâu như thế giờ cũng đến lúc phải trả lại rồi ta nhìn không quen thói ngông cuồng thường ngày của hắn hắn ta thật sự coi mình là đại công tử của phủ tướng quân dám ngang vai ngang vế với chúng ta còn mẹ nó đúng là không biết xấu hổ nói không chừng thê tử của hắn cũng đang hối hận rồi vốn tưởng rằng gả đến đó làm đại thiếu phu nhân bây giờ lại hí hí không chừng bây giờ đang khóc trong lòng nè thật tiếc cho một tiểu mỹ nhan yểu điệu như vậy. Ha ha, thằng cha này ngươi nhìn chúng người ta rồi hả? Lời đối thoại bên trong càng lúc càng khó nghe, Phùng Duy Lượng tức đến nỗi sắc mặt xanh mét, toàn thân run rẩy, gân xanh trên trán đập dữ dội, nhưng hắn lại không dám lao vào khiển trách bọn họ. Hồ rơi vào chốn bình địa, đến chó cũng có thể khinh rẻ, hôm nay đại công tử rơi vào tình cảnh này, nếu không tìm cách tự cứu lấy mình, e rằng những ngày sau này sẽ càng khó thêm trên đời ai cũng thích bỏ đá xuống giếng lẽ nào công tử muốn đợi đến một ngày mình bị người ta trà đạp dưới chân sao đột nhiên nghe thấy có người thở dài nói chuyện phía sau hắn quay lại thì thấy một nam tử trung niên mặc cầm bào nhìn trông vô cùng xa lạ ngươi là ai truyền của bản công tử không đến lượt ngươi nhiều lời hắn trầm mặt xuống thấp giọng trách mắng người nọ thở dài một tiếng nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại Năm đó, Phùng Thăng, Phùng Đại Nhân là nhân vật phong lưu cỡ nào, người là nhi tử thân sinh của hắn. Nếu hắn biết nhi tử đi đến nông nỗi ngày hôm nay, cho dù ở dưới suối vàng chỉ e hắn cũng không thể yên tâm được. Phùng Duy Lượng lập tức sừng sốt. Ông ta nhận ra cha ruột của mình sao? Nghĩ như vậy, hắn vô thức cắt bước đuổi theo người nọ. Sự căm phẫn và oán hận trong lòng vân thị cũng không kém gì hắn. Đỗ Thành Trung tha thiết muốn nhận lại Hạ Thiệu Đình, coi nhẹ mẫu từ bà ta, khiến bà ta ngày càng lạnh lòng. Đặc biệt là ngày đó, khi bà ta kích động và tỏ ý bất mãn với việc ông ta lúc nào cũng đến phủ trung dũng tướng quân, vậy mà Đỗ Thành Trung đã thốt ra. Nếu không phải bà không sinh được nhi tử thì ta cần gì phải ăn nói khép nép với nhi tử của mình như vậy? Trong khoảnh khắc ấy, những tình cảm còn lại ít ỏi của bà dành cho nam nhân này cuối cùng cũng đã cạn kiệt. Năm đó, bà ta liều mạng nắm chặt nam nhân này, vốn cho rằng mình có thể nắm trong tay nam nhân này cả đời và nam nhân này cũng sẽ một lòng một dạ với bà. Thực ra hắn và nam nhân khác không chút khác biệt, đều là những kẻ bạc tình bạc nghĩa. Thật nực cười là bà còn vì tên nam nhân này mà thay đổi chính mình. Chỉ tiếc rằng chuyện tới ngày hôm nay, bà đã không còn đường để quay đầu, chỉ có một con đường duy nhất là đi đến cùng. Tất cả mọi thứ của phủ trấn viễn tướng quân chắc chắn phải thuộc về nhi tử của bà. Lại nói đến đường quân giao, đêm đó dưới sự chỉ dẫn của môn vũ nàng đã vẽ xong bức tranh kia, vốn định để hạ thiệu đình giúp nàng tìm kiếm người trong trạm, từ đó tra rõ thân thế của môn vũ, nhưng không ngờ rằng khi nàng phân phó trưởng phong đến phủ Trung Dũng hầu truyền lời, thì lại hay tin Hà Thiệu Đình đã lĩnh mệnh ra ngoài làm việc, nhanh nhất cũng phải sau nửa tháng mới có thể trở về. Nàng hơi thất vọng, nhưng cũng không quá để tâm, nàng lập tức bố trí người để ý hành động của Triết Liễu trong phủ Dự Vương, bí mật sắp xếp tốt tất cả, chỉ đợi Triết Liễu xuất phủ đi bái tế người thân giống như đời trước. Bên cạnh đó, nàng ngoan ngoãn yên trong phủ đến cả lời mời của ngũ công chúa nàng cũng từ chối. Kể từ khi nàng biết mình chính là hứa quân giao thật, nàng luôn cảm thấy mình không có đủ thời gian để ở bên cạnh người thân, nhất là ở bên cạnh Nguyễn Thị. Huệ nghĩ tới chuyện đời trước vì mình, chết yểu, khiến cho Nguyễn Thị đau khổ quá độ mà nằm liệt giường, không đến một năm đã buông tay với Trần Thế, là nàng lại đau lòng và hổ thẹn, hận không thể dùng mọi cách để bù đắp cho nỗi đau mất đi nữ nhi của bà đời trước. Nguyễn Thị buồn cười nhìn nữ nhi dạo này cứ lẻo đẽo theo mình như một cái đuôi. Dáng vẻ này giống hệt như những lần con bé mắc lỗi hồi nhỏ, bám lấy mình không rời nửa bước để mình cho con bé thêm một cơ hội nữa, chỉ khác ở chỗ con bé không hỏi nũng nịu hỏi. Vậy làm thế nào thì người mới không giận nữa? Con nói thật với nương, mấy hôm nay ngoan ngoãn như vậy, có phải con đã gây ra hòa gì không? Bà hỏi nửa đùa nửa thật đường quân giao hết nói nổi ôm ngay cánh tay của bà làm nũng con nào có gây họa con ngoan thế này cơ mà ngày trước con như con quay nhỏ quay chỗ này quay chỗ kia nếu không thì cũng chạy mất dạng bây giờ không phải gây rắc rối thì sao con lại ngoan ngoãn ở nhà với nương chứ nguyễn thị khẽ cười đường quân giao dụi đi dụi lại lên cánh tay của bà thì con nhớ nương mà không muốn rời xa nương muốn dính lấy nương không đi đâu hết Nguyễn Thị rất thoải mái, được nàng dỗ dành đến mức mặt mày rạng rỡ. Nhà đầu này từ nhỏ đã như vậy, lúc thì ngang bướng đến mức làm cho bà hận hung thì ngày ngày sách tới trước mặt dạy dỗ một phen, lúc thì ngoan ngoãn đến mức khiến cho bà yêu không để đâu cho hết. Đường quân giao dựa vào bà, cảm nhận được sự dịu dàng và tự ái trước sau như một, trong lòng nàng vừa chua xót lại vừa ấm áp, mãi cho đến khi Lam Thuần nháy mắt với mình ở ngoài sửa sổ trái tim nàng chợt rung lên, nhân lúc Nguyễn Thị giao việc cho vãn cầm nàng bèn lặn mất. chương 75, tính kế. Cô nương, lúc nãy trường phong cho người truyền lời tới, nói là mồi đã được quăng ra. Vừa thấy nàng, làm thuần đã vội vã tiến lên đón và truyền lại lời nói khó hiểu này cho nàng. Đường quân giao vừa nghe đã hiểu, người mà trường phong bố trí đã tiếp cận được chiết liễu. Nàng nhớ rõ, đời trước cứ cách một đoạn thời gian là chiết liễu sẽ lấy danh nghĩa viếng mộ người thân để ra ngoài chuyện viếng mộ này xác thực không phải giả nhưng người nằm dưới mộ có phải người thân của nàng ta hay không thì nàng vẫn cần phải kiểm chứng tam muội muội tam thẩm có ở đây không bỗng nàng nghe thấy phía sau có người gọi mình vừa quay đầu nhìn lại thì trông thấy đường quân nhu đang đi về phía này hóa ra là đại tỷ muội còn chưa kịp chúc mừng đại tỷ cuối cùng cũng tìm được giai tế sao đường quân giao mỉm cười sao giai tế dùng để khen phu quân của người khác đường quân nhu nhìn nàng cười ôn nhu ánh mắt không giấu nổi vẻ đắc ý từ khi đường quân du tính kế đường quân giao không thành ngược lại còn làm liên lụy đến đường quân nhu lý thị bị trần phủ quấn lấy thì cực kỳ bực bội nhưng bà lại không dám làm gì đường quân giao kẻ đầu sỏ đã hại nữ nhi của mình vì thế bà ta chốt hết lửa giận lên người đường quân nhu cho nên sống của đường quân nhu trong khoảng thời gian này vô cùng khó khăn nói là sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng cũng không quá đặc biệt là cách đây vài ngày không biết đường bách niên nghe lời ai ông ta cứ quấn lấy lý thị đòi bà ta đồng ý hôn sự với trần phủ gả đích nữ đường quân du cho Trần Triệu Dũng làm lý thị tức đến nỗi khóc lóc ẩm ý, thế nhưng vẫn không thể thay đổi được chủ ý của đường Bách Nhiên. Lý thị một lòng muốn để nữ nhi gả cao, kết quả lại là rổ che đựng nước cũng bằng không. Nữ nhi như hoa như ngọc vẫn phải gả cho Trần Triệu Dũng vô dụng bất tài một cách uổng phí, sau đó vì quá tức giận mà Lý Thị bị bệnh nặng một trận. Nhưng ngay cả khi bị bệnh thì bà ta cũng không quên giày vò đường quân nhu và thân mẫu anh di nương của nàng. Mọi bước ngoặt đều xuất hiện vào ngày hôm trước, Trần Ngưng Trinh sai người đến đây đón đường quân nhu qua phủ, Lý Thị đương nhiên không đồng ý, nhưng sau khi đường bách niên hay tin lại mắng bà ta một trận, cuối cùng ông ta vui mừng phấn khởi đích thân đưa nữ nhi lên kiều. Đường quân nhu đi một mạch đến trạng vạng ngày kế mới trở về khi quay về còn có ma ma của phủ tín vương đi theo sau ngay sau đó đường quân giao nghe được tin tín vương nhìn chúng đường quân nhu với thân phận của đường quân nhu đương nhiên không thể làm chắc phi hay thứ phi của tín vương nhưng cho dù là một thị thiếp nho nhỏ cũng khiến đường bách niên mừng rỡ như điên cũng làm cho nàng ta bỗng nhiên sinh ra cảm giác hãnh diện huống chi tín vương còn đặc biệt cho phép nàng ta hồi phủ đợi xuất giá Cách đối xử đặc biệt như vậy càng làm cho nàng ta vô cùng đắc ý. Bây giờ nương ta đang bận, e rằng tạm thời không có thời gian tiếp đón tỷ tỷ, nếu tỷ tỷ có chuyện gì thì cứ nói với muội đi, muội giúp tỷ chuyển lời. Đường quân giao liếc nhìn Nguyễn Thị vẫn đang nói chuyện với vãn cầm ở trong phòng, thản nhiên nói. Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ là ta sắp xuất giá rồi, những năm qua tam thẩm vẫn luôn chiếu cố ta nên ta muốn đến cáo biệt bà hẳn hoi. Đường Quân Nhu khẽ cười. Muội biết tấm lòng của tỷ rồi, muội sẽ thay tỷ truyền đạt lại cho nương. Nếu như không còn chuyện gì khác, tỷ tỷ vẫn nên ngồi yên ở trong phòng, chuẩn bị xuất giá, đi. Đường Quân Dao cũng cười đáp lời, chỉ là bốn từ chuẩn bị xuất giá lại cố ý nhấn mạnh, khiến ý trào phúng càng đậm. Tất nhiên đường Quân Nhu cũng nghe ra, nụ cười trên mặt cứng lại, thầm bực trong lòng, nhưng rốt cuộc vẫn có chút kiên rè nàng nên không dám nhiều lời chỉ đành cười ngượng nghịu cáo từ rồi rời đi bảo nha con đang nói chuyện với ai vậy nguyễn thị uống trà ở trong phòng nghe thấy tiếng nữ nhi nói chuyện với người khác ở bên ngoài bèn cất giọng hỏi đường quân dao nhảy chân sáo vào phòng cọ bên người bà kề sát vào bờ vai của bà và nói là đại tỷ đấy à tỷ ấy nói mình sắp xuất giá trước khi đi muốn cáo biệt nương nụ cười của Nguyễn Thị tắt dần, khẽ thở dài. Nương đang lo cho tỷ ấy sao? Đường quân giao tùy mặt gửi lời, nhỏ giọng hỏi. Đường là do con bé tự mình chọn, vừa nãy con bé có thể vì chuyện này mà tới đây, có thể thấy con bé cũng khá vừa lòng với mối hôn sự này. Ta chẳng qua chỉ là thầm thầm không cùng chi, có thể lo lắng cái gì. Con bé cũng không phải đứa trẻ ba tuổi, bản thân đã lựa chọn thì tương lai dù tốt hay xấu cũng chỉ có bản thân con bé phải chịu. Nguyễn Thị lắc đầu, than thở nói. Nương nói lời này đúng lắm. Và lại, người ta thông minh lắm đó nha. Đâu cần nương phải vì tỷ ấy mà lo nghĩ. Sau này nương chỉ cần quan tâm con và ca ca là được rồi. Đường quân giao hư nhẹ một tiếng. Nguyễn Thị cười khúc khích, nhéo má nàng, cười chiêu con cũng biết mình cần nương quan tâm à. Bây giờ chỉ sợ có 10 châu ca cũng không làm nương phải lo lắng nhiều như một mình con. Đường quân dao cười hiếp mắt, dụi khuôn mặt vào lòng bàn tay bà, không thấy hổ hẹn, ngược lại còn lấy làm vẻ vang. Ai bảo con là nữ nhi mà nương yêu thương nhất chứ? Nguyễn Thị ôm nàng cười không ngừng. Trong phủ dự vương, chiết liễu bất an trong lòng, nàng ta nhìn hứa đinh nhược đang vui vẻ thử quần áo mới với ánh mắt phức tạp nghĩ đến bà lão mình gặp trên đường về phủ lúc nãy lúc đó nàng chỉ lo gấp rút lên đường nhất thời không chú ý đến bà lão đi từ bên cạnh ra thế nên đã bất cần đụng chúng đối phương được cái bà lão kia là một người hiền lành không hề trách nàng mà chỉ hỏi nàng đường đến phủ dự vương nàng hỏi mới biết bà lão này muốn đi đến đó để tìm lại cháu gái đã thất lạc nhiều năm không biết cháu gái của bà tên là gì ạ? À? Hiện nay làm việc gì ở Phủ Dự Vương? Xuất phát từ sự cẩn trọng, nàng không hề nói rõ mình là người của Phủ Dự Vương. Bà lão thở dài một tiếng. Cháu gái bây giờ của ta tên là Hứa Đinh Uyển, tính ra cũng sắp tròn 15 tuổi rồi. Ta tìm con bé đã nhiều năm, trước đó không lâu mới nghe nói con bé đang làm việc ở Vương Phủ, nhưng đang làm cái gì thì ta lại không biết. Triết liễu thầm ngạc nhiên hứa đinh huyền cái tên này sao giống tên của hứa đinh nhược như thế đến cả tuổi tác cũng giống nhau nàng thản nhiên hỏi nghe lời người nói như thể nàng đã thất lạc nhiều năm rồi không giấu cô nương thật ra ta chưa từng nhìn thấy mặt con bé nói ra cũng là người xấu khổ năm đó cháu trai của ta đưa cháu dâu đang mang thai về quê thăm người thân nào ngờ trên đường đi gặp điều bất chắc cháu trai ta chết ngay tại chỗ còn cháu dâu bị thương nghiêm trọng nhưng con bé vẫn gắng sức dùng hơi thở cuối cùng để sinh hạ nữ nhi, mẹ con hai nàng nguy trong sớm tối, may mà lúc đó có một đôi phu phụ tốt bụng họ hứa đi ngang qua cứu lấy hai mẹ con các nàng. Chỉ là người con dâu số khổ của ta cuối cùng vẫn không qua khỏi, trước lúc Lâm Trung đã phó thác nữ nhi cho đôi phu phụ tốt bụng kia. Trịnh gia chúng ta nhân khẩu đơn bạc, đứa bé kia chính là huyết mạch duy nhất của Trịnh gia, mấy năm nay ta tìm con bé ở khắp nơi chỉ nghe nói phu phù họ hứa đã nhận con bé làm nữ nhi, sửa tên thành Đinh Nguyền. Nhưng mà nhà họ hứa lại lụi bại, đứa nhỏ cũng không biết đã lưu lạc đến đâu, sau nhiều năm dò la tìm kiếm, cuối cùng ta mới hay tin con bé đã đến Kinh Thành, bây giờ đang làm việc trong vương phủ. Nhắc đến chuyện này, bà lão thở dài thườn thượt, nhưng lại không biết rằng sau khi chết liễu nghe bà nói những lời này thì âm thầm sừng sốt, nhưng lại không dám đưa bà đến phủ dự vương nàng ta tìm tạm một lý do rồi đuổi bà lão đi. Nàng ta vội vội vàng vàng quay về vương phủ, khi vào phòng thì trông thấy hứa đinh nhược đang ướm bộ quần áo mới lên người, thấy nàng ta đi vào bèn thuận mồm hỏi. Về rồi à? Nàng ta lơ đãng, ưm, một tiếng, lẳng lặng ngồi xuống một bên, nhìn bộ dạng vô cùng vui vẻ của hứa đinh nhược với ánh mắt phức tạp. Từ nhỏ nàng đã đi theo chủ tử, nên đương nhiên nàng biết hứa đinh uyển mới chính là tên thật của hứa đinh nhược mặc dù nàng không rõ chủ tử đang âm thầm tính toán chuyện gì nhưng bà ấy rất coi trọng hứa đinh nhược từ nhỏ đã luôn dõi theo nàng ta hai năm trước chủ tử lệnh cho nàng luôn vào phủ dự vương giúp đỡ hứa đinh nhược trong lòng nàng không phục bàn về dung mạo bàn về tài hoa bàn về thông minh tài trí nàng đều không thua kém hứa đinh nhược dựa vào cái gì mà chủ tử muốn nàng phải giúp đỡ nàng ta tuy rằng nghĩ như vậy nhưng nàng chưa bao giờ dám làm trái ý của chủ tử bây giờ bỗng nhiên xuất hiện một bà lão nhận người thân lời nói còn rõ ràng đâu ra đấy có những chuyện đến cả hứa đinh nhược còn không biết thế nhưng đối phương lại nói ra được rõ ràng nếu lời nói của đối phương không phải là giả hứa đinh nhược thật sự là cháu gái của bà ấy vậy thì chẳng phải nàng ta không phải nữ nhi của hứa ra sao một trong những nguyên nhân rất quan trọng mà lúc đầu chủ tử chọn chung hứa đinh nhược là bởi vì nàng ta là nữ nhi của hứa gia. Mặc dù nàng không rõ vì sao chủ tử lại chấp nhất với nữ nhi họ hứa như thế. Nhưng chuyện hứa đinh nhược có khả năng không phải nữ nhi hứa gia vẫn nên nhanh chóng báo lại cho chủ tử. Người sao vậy? Sắc mặt khó coi thế. Giọng nói khó hiểu của hứa đinh nhược vang lên bên tai nàng. Nàng lập tức trở lại bình thường, nhìn nàng ta cười gượng gạo chắc tại đêm qua ngủ không ngon. Thật là, tâm địa của ngươi quá mềm yếu, nếu hỏa quyên đã dám ức hiếp chúng ta, chúng ta cũng không thể quá sợ hãi, đúng không? Hôm qua chỉ là một lần dạy dỗ nho nhỏ thôi. Mặt hứa đinh nhược khó nén đắc ý. Chiết liễu cong khóe miệng một cách đầy miễn cưỡng, rủ mắt. Hạ thiệu đình quay về sớm hơn dự tính ba ngày hay tin đường quân giao từng sai trường phong đến tìm mình thì vội vàng tắm rửa thay đồ cũng chỉ kịp ăn một ít đồ để lót bụng rồi ra cửa đi về phía đường phù đường hoài châu đang ở thư phòng mua bút thành văn nghe nói hạ tướng quân đến thăm đáp lễ thì nhất thời mơ hồ sao thăm đáp lễ một người đến nhà thăm mình thì lần sau mình cũng đến nhà thăm lại kiểu có qua có lại ý. Gần đây hắn bận muốn chết vì phải chuẩn bị cho chuyến du lịch sắp tới, nên đã rất lâu rồi hắn không gặp mặt đình ca. Hơn nữa, lần cuối cùng hắn và đình ca gặp nhau là hẹn nhau ở bên ngoài đúng không nhỉ? Tại sao lại nói là thăm đáp lễ? Bỗng nhiên ánh sáng thần kỳ lóe lên, hắn vỗ gáy tức thì hiểu ra. E rằng người mà lần này đình ca đến nhà tìm không phải là mình mà chính là Bảo Nha, muội muội của hắn hắn lắc đầu đầy bất lực, lập tức phân phó người hầu đi mời tam cô nương. Đường quân giao vẫn nhây người ở bên cạnh Nguyễn Thị khoe mẽ, nghe nói huynh trưởng tìm mình, nàng cũng không nghĩ nhiều mà đi qua đó, nào ngờ vừa bước vào cửa đã bắt gặp nụ cười tươi tắn của Hà Thiệu Đình. Chàng trở về rồi ư? Nàng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ mà bước nhanh về phía hắn, nắm lấy cổ tay áo của hắn rồi ngửa mặt lên nhìn hắn. Hạ Thiệu Đình mỉm cười trả lời. Phải, ta đã về rồi. Sao công việc của chàng lúc nào cũng nhiều như thế, làm người ta muốn tìm chàng thường xuyên mà cũng không tìm nổi. Nàng nũng nịu phàn nàn. Xin lỗi. Hạ Thiệu Đình cười ôn nhu, dịu giọng nói. Đường quân giao mím cánh môi làm hiện ra đôi lúng đồng tiền mê người. Được rồi, được rồi, hai người có gì thì nói nhanh đi. Ta đây rất bận vô cùng bận, bận đến nỗi hận không thể phân thân ra để dùng. Đường Hoài Châu giả vờ ho một tiếng, bất lực lên tiếng nhắc nhở. Đường quân giao len lén liếc xeo hắn, rồi kéo Hạ Thiệu Đình ngồi xuống một bên, sau đó vui vẻ nói. Đình ca trở lại thì tốt rồi, bây giờ muội đã làm được bánh đường ăn rất ngon, chẳng qua là bề ngoài vẫn chưa sánh bằng nhà bếp làm thôi. Nhưng mà không sao cả, bên trong lúc nào cũng quan trọng hơn má ngoài, chàng nói có đúng không nàng nói đúng lắm nhìn nét mặt tươi cười rạng rỡ của người trước mặt hạ thiệu đình chỉ cảm thấy mệt mỏi dọc đường đều đã tan biến hắn cúi đầu cười đáp lời đường quân giao lại kéo hắn nói chuyện một lúc lâu sau đó mới đi vào chủ đề chính muội muốn nhờ huynh tìm giúp muội một người bà ấy có thể đã không còn trên đời nhưng mà thế cũng không sao cả muội chỉ muốn biết thân phận của bà ấy trong nhà có những ai nếu đã qua đời hết thì là chết vì lý do gì? có còn người nào còn sống không? hạ thiệu đình hơi suy tư sau đó mới chậm rãi nói nếu còn sống thì dễ rồi nhưng nếu đã không còn trên đời thì có lẽ phải mất khá nhiều thời gian hơn nữa ta cũng không dám khẳng định có thể tìm được chỉ có thể làm hết sức thôi đường quân giao biết tính của hắn trước này chưa từng ôm đồm nhiều việc càng không tùy tiện hứa hẹn những chuyện mà hắn không nắm chắc cho nên nàng không hề thất vọng với câu trả lời này của hắn, nàng cười híp mắt gật đầu. Vậy được, chuyện này đành nhờ chàng vậy, lát nữa muội sẽ sai người đưa bức họa tới. Đường Hoài Châu vốn đang mua vút thành văn không biết đã dừng bút trong tay từ lúc nào, bây giờ đang vỉnh tay lên nghe hai người nói chuyện, nghe vậy cuối cùng cũng không nhịn được mà nói. Ta nói này bảo nha, muội làm thế chẳng phải là cố ý làm khó người ta sao? một người chết thì người ta phải tìm thế nào đây không sao phải thử rồi mới biết đường quân giao còn chưa lên tiếng hạ thiệu đình đã nói nàng đắc chí nhướn mày nhìn đường hoài châu nghe thấy chưa hả chưa thử thì sao mà biết có được hay không đường hoài châu sờ mũi lại lẩm bẩm vài câu quay lưng về phía hai người coi như không thấy gì cả rồi đọc sách thật to hắn làm thế lại thành hợp ý đường quân giao nàng kéo nhẹ cổ tay áo Hạ Thiệu Đình, lấy lại sự chú ý của hắn. Hạ Thiệu Đình nhìn nàng với ánh mắt thắc mắc. Đình ca, chàng có nhớ muội không? Ngay sau đó, hắn nghe thấy câu hỏi tràn đầy mong đợi của tiểu cô nương. Nhìn đôi mắt long lanh đen láy, khuôn mặt phù dung vô cùng xinh đẹp, hắn bỗng hiên có chút nóng tai, không được tự nhiên mà ho một tiếng, lờ đãng, ừm, một tiếng, sau đó vội vàng đứng lên đi về phía đường hoài châu vẫn đang lớn tiếng đọc sách giả bộ hỏi chuyện học tập của hắn ta ưm thế thôi á đường quân giao mở to hai mắt có chốt không hài lòng mà dầu môi thiếu niên tướng quân cái gì cũng tốt chỉ là da mặt quá mỏng tính cách cũng quá mức đứng đắn lúc bình thường muốn hắn nói ra một câu dễ nghe không phải là chuyện dễ dàng nhưng mà cũng không cần phải vội nàng tự có cách dụ hắn nói ra những lời như thế Đường Hoài Châu đang chuẩn bị cho chuyến đi du lịch vào đầu xuân năm sau, biết hắn kiến thức rộng rãi phong phú, đã đi nhiều nơi, thế nên đường Hoài Châu cũng túm lấy hắn hỏi những chuyện phải chú ý trên đường đi. Đương nhiên Hạ Thiệu Đình sẽ biết gì nói nấy. Hai người càng nói càng hăng, còn đường quân giao cũng không quấy dày bọn họ, mà chỉ ôm mặt yên lặng ngồi ở một bên, nhìn chăm chú vào Hạ Thiệu Đình mà không hề chớp mắt, nàng cảm thấy nhìn thế nào cũng thấy thích. Hạ Thiệu Đình ở đường phủ nửa canh giờ mới rời đi, Đường Hoài Châu vẫn chưa tận hứng quyến luyến đưa hắn ra cửa, vỗ lên vai hắn nói: "Đáng tiếc bây giờ huynh là một người cực kỳ bận rộn, nếu không sang năm chúng ta cùng nhau đi du lịch, vui vẻ biết bao." Hạ Thiệu Đình khẽ cười. "Nếu có cơ hội, nhất định sẽ đi với nhau." "Được, chúng ta cứ hẹn thế." Đường Hoài Châu giơ hai tay lên, Hạ Thiệu Đình ngầm hiểu, hai người vỗ tay nhau xem như là giao hẹn. Đợi đã, ta có một chuyện muốn hỏi huynh. Thấy hắn quay người định lên ngựa, đường hoài châu vội vàng kéo hắn lại, nhìn bốn phía, khi xác định đường quân giao không đi ra cùng, mới nhỏ giọng hỏi. Đình ca, có phải huynh đã quyết định làm em rẻ của ta không? Mặt hạ thiệu đình đỏ bừng bừng, ánh mắt do dự không dám nhìn hắn. Đường hoài châu nào có không rõ chứ, hắn lập tức cười ha ha. Được rồi, ta hiểu rồi, huynh trở về đi. Đi đường cẩn thận. Hạ thiệu đình không dám nhìn hắn, chắp tay qua loa với hắn rồi thúc ngựa rời đi. Đường phố phía đông người đi đường qua lại tấp nập, hạ thiệu đình ghim cương, xuống ngựa đi bộ để tránh đụng trúng người khác. Đi đến đầu phố, bỗng nhiên nghe thấy có người gọi mình, hắn dừng bước quay người, đập vào mắt là khuôn mặt của Phùng Duy Lương. Hạ tướng quân, thật sự khiến ta nhọc lòng tìm kiếm. May mà gặp được ngươi ở đây, nếu không ta quay về không tiện ăn nói với phụ thân. Phùng công tử. Hạ thiệu đình nhàn nhạt gọi. Không biết Phùng công tử tìm ta có chuyện gì? Phùng duy lượng không chút để ý đến khuôn mặt lạnh lùng của hắn, than thở. Ta và ngươi sao phải xa cách như vậy, nếu bàn về quan hệ, ta nên gọi ngươi một tiếng huynh đệ mới đúng. Không dám nhận. Ta còn có chuyện khác, nếu phùng công tử không có chuyện gì vốn phùng duy lượng cũng chẳng có tâm trí nào cùng hắn ôn lại chuyện xưa nghe vậy vội nói có chuyện chứ đương nhiên là có chuyện không giấu gì ngươi lần này ta đến tìm ngươi chính là vì chuyện của phụ thân mấy ngày trước vết thương cũ của phụ thân phát bệnh giờ đang nằm liệt giường đại phu nói tình hình có chút không ổn cần an tâm điều dưỡng mấy ngày mới được hiện giờ phụ thân ưu tư quá độ do đó sẽ rất nguy hiểm Phùng Duy Lượng ngó nhìn hắn một cái thật nhanh, sau đó lại than thở. Phụ thân luôn hồi tưởng lại chuyện xưa, lần nào cũng ân hận lúc đó đã làm sai, chỉ trách khi đó nông nổi lỗ mãng, cho nên cốt nhục mới ly tán, phụ tử ly tâm. Hạ Thiệu Đình không nói gì mà chỉ vô thức nắm chặt dây cương trong tay. Phùng Duy Lượng tiếp tục nói. Lần này ta giấu phụ thân đến đây tìm ngươi, không dám cầu xin ngươi quên đi những chuyện trước kia xem như không có chuyện gì xảy ra mà nhận lại phụ thân ta chỉ muốn mời ngươi niệm tình hai người cùng làm quan trên triều mà đi nhìn ông ấy một cái ông ấy nhìn thấy ngươi rồi thì tâm tình sẽ thả lỏng hơn và cũng để ông ấy có thể an tâm dưỡng bệnh hạ thiệu đình vẫn không nói không rằng nhưng ánh mắt lại có chốt phức tạp phùng duy lượng không nắm ý nghĩ của hắn thấy hắn một câu cũng không nói âm thầm suy tính có nên nói thêm cái gì đà động hắn không một lát lâu sau hắn nghe thấy giọng nói lạnh lùng của đối phương đi thôi hắn ta mừng rỡ trong lòng biết đối phương đã đồng ý thì lập tức nhẹ nhàng thở ra cười nói như thế mới hạ tướng quân đi theo ta hạ thiệu đình nắm dây cương thay đổi phương hướng đi theo hắn ta đến phủ trấn viễn tướng quân còn nghe hắn lơ đãng kể về đỗ thành trung tuy oai nghiêm nhưng không mất đi sự từ ái của người cha lúc hắn còn bé ông đích thân dạy hắn đọc sách học võ kiên nhẫn như thế nào, lúc hắn ốm đau thì tận tâm bầu bạn bên hắn như thế nào. Cuối cùng lại nói. Tuy phụ thân coi ta như con ruột của mình, nhưng chung quy ta cũng không phải máu mủ của đỗ gia, ta vẫn luôn ngóng trông phụ thân có thêm mấy đệ đệ để kéo dài huyết mạch của ông. Chỉ tiếc là ông trời không toại lòng người, mấy năm nay ước nguyện ấy vẫn chưa từng được thỏa mãn, phụ thân cũng vì chuyện này mà tiếc nuối không thôi. Thấy Hạ Thiệu Đình vẫn là dáng vẻ vô cảm, không chút phản ứng với lời hắn nói. Trong lòng Phùng Duy Lượng cảm thấy khó chịu, cũng chẳng có lòng dạ nào mà nói nữa. Hai người một trước một sau đi vào phủ trấn viễn tướng quân, Hạ Nhân đã nhanh chóng đi bẩm báo cho Đỗ Thành Trung. Đỗ Thành Trung vẫn luôn thấp thỏm không yên, chắp tay sau lưng đi tới đi lui sau khi nghe xong thì mừng rỡ, nụ cười trên mặt nhất thời không che giấu được. Ông biết mà, Phụ tử máu mù tình thân có thể giả được sao? Nhi tử ruột thịt của ông, cho dù trong lòng thằng bé có tức thế nào, có oán ông thế nào, nhưng khi nghe được tin ông bị bệnh nặng liệt dương thì cũng phải buông bỏ lòng thù hận để tới đây thăm ông thôi. Hạ thiệu đình đi theo sau phùng duy lượng, nhìn hắn ra dáng chủ nhân giới thiệu cảnh trí trong phủ cho mình, cuối cùng hắn không nhịn được mà mắt lời hắn ta. Phùng công tử vẫn có thể thành thơi như thế có thể thấy được cơ thể của lệnh tôn không hề đáng ngại như đại phu nói, nếu đã như vậy, ta đi trước. Phùng duy lượng nào chịu để hắn rời đi như vậy, vội nói. Không không không, là lỗi của ta, mời hạ tướng quân đi theo ta. Hạ thiệu đình liếc hắn ta một cái, vẫn theo hắn đi xuyên qua cổng vòm, lại đi qua cầu đá trong vườn, đi đến một đình viện có cảnh vậy thanh tịnh, từ xa đã nhìn thấy một người đang ngồi trong đình nghỉ mát đi đến gần, hắn mới nhận ra đối phương chính là Đỗ Thành Trung. Nhìn đối khuôn mặt khỏe mạnh của đối phương, hắn hiểu rõ mình đã bị phụ tự này lừa, lập tức sầm mặt xuống, quay người toan đi. Đỗ Thành Trung vội vàng kéo hắn lại. "Con đã đến, chừng tỏ trong lòng con vẫn có người cha này. Nếu đã đến rồi thì con ở lại uống cùng ta mấy ly, không vì cái gì khác, cứ coi như con tẩy trần cho phụ thân đi." Hạ Thiệu Đình lạnh nhạt nói. Đỗ tướng quân sai rồi, lần này ta đến chỉ là đến hỏi thăm đồng liêu bị tái phát vết thương cũ thôi, không liên quan gì tới chuyện khác. Hỏi thăm đồng liêu cũng được, thăm sinh phụ cũng được thôi, nếu đã đến, chẳng lẽ con không muốn nhìn xem nơi nương con đã từng ở sao, không muốn thấy vật cũ mà bà ấy để lại sao? Đỗ Thành Trung ngang ngược cười nói. Thấy vẻ mặt hắn đã buông lỏng hơn, ông ta biết cách của mình có hiệu quả, vội nói. Nương con không nói với con, nên đương nhiên con không biết, bà ấy từng theo một bức tranh đồng thú, bây giờ nhìn kỹ lại, phu nhân trong bức tranh có ngũ quan rất giống bà ấy, ấn đường của đứa bé ấy cũng có vài nét giống con, có lẽ ngày đó khi theo bức tranh kia bà ấy đã tưởng tượng là đứa con sau này của mình. Hạ Thiệu Đình ngẩn ra, hỏi. Tranh kia ở đâu? Nào, ngồi xuống, chờ một chút ta sai người đi lấy đến đây. Đỗ Thành Trung không trả lời mà nói. Hạ Thiệu Đình trầm mặc một lát, cuối cùng không thể cưỡng lại được khát vọng với đỗ vật mà mẫu thân để lại, mà ngồi xuống ghế. Mắt phùng duy lượng lóe lên, trông thấy có hạ nhân bưng rượu đã được hâm nóng lại, hắn vội tiến lên nhận lấy. Lui xuống đi, để ta làm là được. Sau khi hạ nhân rời đi, hắn ta nhìn Đỗ Thành Trung đang hớn hở ra mặt, lại nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Hà Thiệu Đình rất ít khi lên tiếng, ánh mắt xuất hiện một vẻ âm độc. Lát sau, hắn lấy gói thuốc giấu trên người ra, nhân lúc không ai chú ý mà nhanh chóng đổ nó vào trong ly rượu không, sau đó lại rót đầy rượu xuống, lúc này mới điềm nhiên như không bưng rượu bước lên bậc đá. Phụ thân, thiệu định huynh đệ. Hắn đi vào đình với nụ cười trên môi, bước chân hơi chậm, đặt một ly rượu đến trước mặt đỗ thành trung, sau đó đưa ly có thuốc cho hạ thiệu đình, xong xuôi, hắn rủ mắt yên lặng lui xuống một bên nhìn Đỗ Thành Trung bưng rượu uống một hơi cạn sạch. Theo bản năng, hắn nhìn về phía Hạ Thiệu Đình, hồi hộp đến độ nắm chặt tay trong tay áo. Thiệu Đình, nào, cạn, phụ tử chúng ta có thể có cơ hội bình tâm hòa thuận ở đây uống rượu. Thấy Hạ Thiệu Đình ngồi yên không nhúc nhích, Đỗ Thành Trung cười nói. Đỗ Tướng Quân, tiền phủ đã mất nhiều năm rồi. Hạ Thiệu Đình cau mày, vẫn không nhịn được mà nói nụ cười trên mặt của Đỗ Thành Trung trở nên cứng đờ, muốn phát cáu nhưng lại sợ chọc giận hắn, làm cho mối quan hệ phụ tử ngày càng tồi tệ hơn, nên đành phải nhẫn nhịn. Nhưng nhi tử ruột duy nhất của mình không chịu nhận nhau, trong lòng ông ta tràn đầy bực bội, đúng lúc thấy một thị nữ trong phủ bưng thức ăn tiến vào, ông ta bèn giận cho đánh mèo. Thứ vô dụng, vài món ăn mà cũng lề mà lề mề, cần các ngươi có tác dụng gì? phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn